Cách đây hơn 6 tháng, ngày 21 tháng 1, cũng tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, một xe tải chạy trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ xã trên đường đi thắp hương ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ trở về, làm 8 người chết và 8 người bị thương. Tổ chức giao thông trên quốc lộ 5 là nỗi bức xúc từ rất lâu, nhưng có vẻ như sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng thì người ta vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm nào. Ngay trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ và Cục Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị đã tổ chức thông tin nhanh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Kim Thành. Nhận định khách quan từ hai vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm nay và đầu năm 2019, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải khẳng định quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành là một điểm đen về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và yêu cầu các đơn vị phải có sự nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục. Từng này xảy ra nhiều tai nạn trong thời gian vừa qua và chúng ta xem như cái đoạn đường này là cái đoạn đường đen về an toàn giao thông. Do đó là Tổng cục Đường bộ là phải nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là trong năm 2019 chúng ta sẽ xóa toàn bộ các điểm đen. Và hôm nay chúng ta xác định như đây là một cái đoạn đường đen thì các đồng chí là phải tập trung nguồn lực, tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp và thực hiện ngay cái công tác là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5. Những cái vị trí mà có lối mở thì cái này đề nghị chỗ Tổng cục Đường bộ các anh quan tâm, nếu được thì tất cả những vị trí đấy chúng ta xem như là một cái vào đến nút giao đi, có xuất hiện yếu tố thì chúng ta phải có bố trí cấm hạn chế tốc độ, có gờ giảm tốc, có biển báo cảnh báo để làm sao những người lái xe người ta đi đến đấy, cho dù đấy là đêm tối thì qua cái gờ giảm tốc là người ta biết ngay, qua biển báo người ta biết là có nguy cơ. Thế thì đấy tôi cũng đề nghị như vậy. Thì trong cái điều kiện bảo trì như thế thì nó đảm bảo được độ bằng phẳng. Thế còn đường, nếu mà gọi là đường đây nó khai thác lâu năm rồi, có một trận thế thì bộ mình đã duyệt cho họ là 800 tỷ để làm ra kia nhưng chưa đang làm cái thủ tục để đấu thầu. Thì sửa chữa của nó là báo cáo bộ trưởng, đây là cái sửa chữa cái này là nó dạng trung thu rồi, đến cái nghỉ trung thu. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương thừa nhận tình trạng dân cư đông đúc, buôn bán, kinh doanh hai bên đường quốc lộ 5 là rất phổ biến. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị nghiên cứu điều chỉnh vận tốc đi qua khu vực dân cư, cắm biển hạn chế tốc độ, đồng thời sẽ sử dụng nguồn tiền 800 tỷ đồng duy tu bảo trì cho quốc lộ 5, trích hợp lý nhằm xóa điểm đen về tai nạn giao thông nghiêm trọng nói trên. Quốc lộ 5 có 3 làn xe hỗn hợp, làn ngoài cùng dành cho ô tô từ 5 đến 9 chỗ, chạy với vận tốc là 90 km/h tối đa, làn giữa dành cho xe khách, xe tải chạy với tốc độ tối đa là 80 km/h. Khu vực đông dân cư tốc độ tối đa là 50 km/h, làn trong cùng dành cho xe máy và xe thô sơ. Do là quốc lộ nên không có vỉa hè cho người đi bộ. Sau các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rõ ràng giao thông trên quốc lộ 5 cần phải được tổ chức lại ngay lập tức. Vấn đề là bao giờ và làm như thế nào?